tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Triton. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 9 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Và ở chiếc xe Mitsubishi Triton thì chiếc xe này là ở bản số tự động một cầu quý vị các bạn nhé, màu nâu đấy, và bản này là bản số tự động một cầu máy dầu, đầy đủ hết cả option rồi các bạn ạ. Chiếc xe này rất mới, rất là đẹp, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản á. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Triton này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 số tự động này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc biển Hà Nội này quý bạn nhé. Chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chúng tôi vừa mới mua về xong. Đấy, chiếc xe chúng tôi mua về xong là chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì cả quý bạn nhé, chúng tôi để nguyên. Mua như thế nào là tôi đem ra tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem như thế vậy đấy ạ. Chính vì thế cho nên nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài, nó cũng có đôi phần xước sát đây thưa với quý vị các bạn. Xước sát cũng rất là nhỏ thôi quý bạn nhé. Với những cái vết xước này thì ở những chiếc xe chạy ở đường Hà Nội thì không thể tránh khỏi được quý bạn ạ. Đấy, những cái vết xước cũng nhỏ thôi, chủ yếu là cái bệnh xước sát, bệnh ngoài da thôi các bạn nhé, chưa có bị sâu ở bên trong đâu. Rất là đẹp luôn đấy các bạn này. Chiếc xe này là được đăng ký với cái màu nâu các bạn nhé. Đấy, rất đẹp, rất mới luôn. Đấy, bên ngoài cánh cửa này cũng có vết xước này. Vết xước rất là nhỏ thôi, nhiều những cái vết xước chỉ cần đánh bóng là hết đây, như cái đoạn này chỉ cần đánh bóng là hết này. Đấy, rất là đẹp các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu nha. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không có bị va chạm gì cả. Đấy, từ những cái cụm đèn sau đều rất là mới đây các bạn này. Với cái động cơ combo rail dành cho chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 này rồi các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này, cụm đèn hậu này. Đấy, phía sau thì xe cũng đã được trang bị camera lùi rồi các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần option bên ngoài đều rất là đẹp đây các bạn này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm cái nắp thùng thấp này rồi các bạn nhé. Nắp thùng thấp rồi này. Đấy, rất là đẹp luôn đây. Nhìn về cái phần đầu thì các bạn thấy đây ạ, cái cụm đèn pha cũng đều rất là mới này. Chưa có xước sát, chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cụm đèn pha này, phía bên dưới là cụm đèn gầm, đầy đủ hết cả rồi. Đấy, và tôi sẽ quay cho các bạn xem những cái phần gầm. Với những chiếc xe chạy ở đường Hà Nội thì quý bạn có thể yên tâm luôn này. Đấy, không có bị mọt gầm này, không có bị rỉ sét này, cũng không có bị va chạm gì ở những cái phần gầm. Những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối về cái phần gầm. Vì những chiếc xe mà chạy ở vùng biển này, những cái xe chạy ở vùng đồi núi thì quý bạn phải quan tâm đến những cái phần gầm nhá. Đây, gầm này đều rất đẹp này, từ những cái sắt xi này, giảm sóc này. Đấy, đều rất là đẹp này các bạn này. Đấy, không có bị han gì này, không có bị va đập gì cả quý bạn nhé. Phần gầm rất là đẹp này. Đấy, từ những cái sắt xi cho đến giảm sóc đều rất đẹp luôn này. Lốp còn rất dày quý bạn nhé. Đấy, lốp này, bậc cửa này, đầy đủ hết cả rồi. Đấy, những cái phần giảm sóc này đều rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên tai rồi quý bạn nhé. Ở những chiếc xe bán tải thì Mitsubishi trang bị option rất là nhiều so với những chiếc xe cùng phân khúc, quý bạn nhé. Đấy, về cái phần ngoại thất thì đều rất là đẹp, rất là mới rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần
nội thất của chiếc xe cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị bạn cùng xem này. Keo chỉ này. Đấy, keo chỉ này. Táp bi cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy quý bạn nhé, còn nguyên, còn rất đẹp đây ạ. Cụm điều chỉnh lên xuống kính này, vô lăng này, đồng hồ công tơ mét này, đấy, 9 vạn quý bạn nhé. Đấy, toàn bộ từ những cái phần trần này cũng còn rất đẹp đây quý bạn này. Đấy, chưa có dọn dẹp gì mà nó đã đẹp, đã mới như này rồi đây quý bạn nhé. Đấy, chưa dọn dẹp gì mà đã đẹp, đã mới như này rồi quý bạn này. Đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này. Keo chỉ là chúng tôi cam kết là còn nguyên rồi, không có bị đâm đụng, không bị va chạm gì đâu. Táp bi cánh cửa này. Đấy, sàn thì chủ xe cũng đã bọc ra rồi các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này là chúng tôi vừa mới mua về là chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn này. Còn bẩn nguyên đấy nhá. Mua như nào là tôi đem ra tôi đang bán như thế vậy đấy các bạn ạ. Đấy, cho nó rất là thật. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, toàn bộ này tôi sẽ nổ máy lên cho quý bạn cùng xem này. Đấy, tôi đã nổ máy lên rồi các bạn nhé. Động cơ là máy dầu đấy ạ. Đấy, màn hình, camera lùi. Và đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe. Chiếc xe đã lăn bánh được 9 vạn rồi các bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Toàn bộ từ những cái phần nỉ trần này, vô lăng này, cần số tay phanh đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái nắp thùng lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Nắp thùng đây, chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng thấp rồi các bạn này. Đằng sau thì chiếc xe này thì chủ xe cũng không có chở đồ gì nặng đâu các bạn nhé, cho nên là không có bị xước mấy. Đấy. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Toàn bộ những cái ốc này, toàn bộ ốc này. Đấy, rồi keo chỉ này. Còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, chưa có mất một phân keo chỉ nào quý vị các bạn nhé. Đấy, còn rất đẹp, rất là mới. Nắp thùng cũng không có bị xước sát gì đâu. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau bên phụ này, từ keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ nội thất, nội thất này là chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu các bạn nhé. Đấy, nhưng cơ bản là rất đẹp rồi các bạn ạ. Đấy, nội thất rất đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem này. Keo chỉ đây ạ. Keo chỉ đây là còn nguyên hết đây các bạn nhé. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả này. Táp bi cánh cửa đều rất đẹp luôn. Và Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc xe Triton 2017 này là một cái khối động cơ dầu common rail các bạn nhé. Đấy, và cái động cơ này còn rất đẹp, chúng tôi còn để nguyên bản từ lúc chúng tôi mua về đấy ạ. Chưa có dọn rửa gì đâu các bạn nhé. Đấy, đây là cái ốc cabo. Ốc cabo còn nguyên bản đây các bạn này, chưa có bị tháo đâu nhé, chưa có vết tháo này. Keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn này. Đấy, keo chỉ cabo còn hết này. Còn mới nguyên luôn các bạn nhé. Tất cả còn mới nguyên và rất đẹp đấy ạ. Keo chỉ này, ốc này còn nguyên bản này. Đấy, đến những cái ốc tai này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đi mua xe cũ là quý vị và các bạn cứ xem kỹ cho tôi về những cái phần thứ nhất là xem có bị đâm đụng hay không này. Đâm đụng hay không thì ốc có còn nguyên hay không này. Đấy, tất cả ở chiếc xe này là ốc còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Ốc còn nguyên này, xe máy đã bị làm chưa này. Đấy, động cơ. Đây là cái phần turbo dầu đây các bạn nhé. Động cơ turbo thì đấy, rất đẹp, rất mới luôn các bạn ạ. Đấy, chúng tôi chưa có dọn rửa gì đâu, còn nguyên bản hết đấy ạ. Quý vị nào mà thích cái sự mộc mạc thì đến xem chiếc xe này là thích luôn đấy ạ. Vì chưa có dọn dẹp gì cả mà nó đã đẹp, đã mới như này rồi các bạn nhé. Đều rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ.
Đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe bán tải nhập khẩu nguyên chiếc Mitsubishi Triton 2017 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý bạn nhé. Với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Triton 2017 số tự động nhập khẩu nguyên chiếc này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.